Xin chào quý vị và các bạn, Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 24 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, số người chết vì lở đất ở huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hôm thứ Sáu tăng lên 46 người, trong đó có 19 trẻ em. Các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ xác nhận ngày 24 tháng 8 rằng thi thể của 3 người cuối cùng bị chôn vùi đã được tìm thấy. Cho đến nay, 46 người dân vẫn bị chôn vùi, từ 14 hộ gia đình đều đã chết. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 19 trẻ em, vụ sạt lở đất cũng khiến 2 người bị thương. Ngày 23 tháng 8, một trận lở đất do bùn đất xảy ra tại làng Cao Bảo, thị trấn Quốc Trụ, huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam đã chôn vùi 14 ngôi nhà và làm hư hỏng 2 ngôi nhà khác. Hãng ngôn luận Pháp ngày 24 tháng 8 đưa tin cho biết, sạt lở đất thường xuyên xảy ra ở các vùng núi của Trung Quốc và người dân không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn khi xây nhà ở những nơi đó. Động đất ở Vân Nam cũng đã giết chết 81 người và làm bị thương 946 người. Một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra ở huyện Y Lương, tỉnh Vân Nam vào ngày thứ Bảy vừa qua. Nhưng số người chết lên tới 81 người, số người bị thương là 946, hơn 700.000 người bị ảnh hưởng và 30.000 ngôi nhà bị sập. Các phóng viên từ Trung Quốc và Hồng Kông cuối cùng đã vào khu vực xảy ra thiên tai vào ngày thứ Hai và phát hiện ra rằng ngôi nhà bị sập nghiêm trọng, gần như thành đống đổ nát. Một số chỉ huy cứu trợ thiên tai đã đặt câu hỏi rằng tòa nhà quá rột nát. Điều này cho thấy chất lượng của ngôi nhà không tốt. Tuy nhiên, một số dân làng chỉ ra rằng nguyên nhân chính của trận động đất là do khai thác mỏ quá mức, xói mòn đất nghiêm trọng, làm đá rơi và khiến nhiều người thiệt mạng. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã tấn công huyện Y Lương vào thứ Sáu tuần trước và một cơn dư chấn lớn hơn đã xảy ra vào ngày thứ Hai, khiến số người chết tăng lên. Cơ hội cứu sống thành công giảm đi rất nhiều và số người chết dự kiến sẽ nhiều hơn. Các quan chức dẫn lời các chuyên gia động đất nói rằng trận động đất này là một trận động đất có sức công phá kép và đó là trận động đất lớn nhất trong khu vực trong 10 năm qua. Các trận động đất kiểu động đất bầy đàn được đặc trưng bởi tần suất cao, dao động rõ rệt trong giải phóng năng lượng, tốc độ suy giảm chậm và kéo dài. Dự báo trong thời gian tới, khu vực xảy ra thảm họa Y Lương sẽ có dư chấn từ 5 độ trở lên. Ngoài ra, Cục Khí tượng Vân Nam dự đoán trong ngày 24 tháng 8 và ngày 25 tháng 8 có thể có mưa vừa đến mưa to, cần phải ngăn chặn thảm họa tiếp tục xảy ra. Nhà chức trách đã sơ tán hơn 2.000 người tính đến ngày thứ Hai. Chính quyền đã thành lập các khu tái định cư để cung cấp chỗ ở tạm thời cho ít nhất 26.000 người. Tuy nhiên, do tắc đường và sạt lở đất trên đường núi bất cứ lúc nào, hàng cứu trợ chỉ được chuyển đến vùng thiên tai vào ngày thứ Hai. Lực lượng không quân của quân khu Thành Đô đã điều động một máy bay vận tải để chuyển 13 tấn vật tư và chuyển 4 nạn nhân bị thương nặng ra bên ngoài khu vực thiên tai để điều trị. Chính quyền cũng tăng tiền an ủi cho mỗi gia đình nạn nhân từ 10.000 nhân dân tệ lên 20.000 nhân dân tệ. Một người dân trong làng nói với phóng viên rằng nhiều người bị đá đè chết, máu me bê bết, có người chỉ còn thấy nửa thân dưới, còn thân trên thì không còn. Tại hiện trường cho thấy nếu cấu trúc của ngôi nhà tốt hơn, các nạn nhân có thể đã không mất mạng. Trần Quốc Dũng, chỉ huy đội cứu hộ động đất của một trung đoàn công binh đóng tại Vân Nam, cũng chỉ ra rằng trận động đất 5,7 độ Richter, trận động đất mạnh nhất đã gây ra thảm họa nghiêm trọng như vậy và cho rằng chất lượng của hầu hết các tòa nhà trong khu vực không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất. Một bằng chứng khác của dự án Đậu Phụ là một tòa nhà dạy học ở địa phương mới đưa vào sử dụng được một tuần sau trận động đất đã bị nghiêng nghiêm trọng, tường đầy vết nứt bị hạ xuống thành tòa nhà nguy hiểm. Nhà trường đã sơ tán học sinh và đình chỉ các lớp học vô thời hạn, nhưng không giải thích lý do tại sao ngôi trường mới bị nghiêng bất ngờ. Một phóng viên dẫn lời một công dân của thị trấn Lạc Tử Hà, huyện Y Lương, nơi tâm trấn nói rằng thương vong lớn do trận động đất gây ra phần lớn là do việc khai thác mỏ khoáng sản không ngừng của người dân địa phương, dẫn đến việc các ngọn núi bị quét rỗng. Chặt phá thảm thực vật cũng làm xói mòn đất nghiêm trọng, nên khi trận động đất xảy ra, một lượng lớn đá rơi xuống đè chết người. Thị trấn hiện có 4 cơ sở chế biến khoáng sản lớn, sử dụng hàng nghìn lao động, nhiều nạn nhân của trận động đất là thợ mỏ. Theo lời kể của các nạn nhân địa phương, một số người dân sống trên sườn núi cho biết, ở nhà họ thường cảm nhận được tiếng khai thác từ lòng đất.
nhà thường rung lắc nên rất dễ sập cả nhà khi có động đất. Được biết, cuộc điều tra của chính quyền cho thấy có 44 tai biến địa chất trong thị trấn, gây nguy hiểm cho hơn 2.000 người từ hơn 500 hộ dân. Trận động đất ở Vân Nam đã thu hút sự chú ý. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi rằng trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã gây ra sự sập đổ của tòa nhà trường học và người ta ước tính rằng chất lượng của tòa nhà trường học có vấn đề. Một số cư dân mạng giận dữ tố cáo chính quyền coi thường tính mạng con người. Mọi nơi ở Trung Quốc đều vì tiền mà câu kết với chính phủ và doanh nhân. Một số người kêu gọi chính quyền tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và phải tăng cường khả năng chống động đất để ngăn thảm kịch xảy ra một lần nữa. Các tòa nhà trong khu vực xảy ra thiên tai đều bị đổ nát, chúng có thể bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng. Một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter có thể đánh sập rất nhiều ngôi nhà. Điều đó cho thấy rằng những ngôi nhà đó không thể đáp ứng các tiêu chuẩn chống động đất tối thiểu. Người chỉ huy cứu trợ thiên tai cũng cho rằng có thể nhìn thấy sự chênh lệch giàu nghèo từ trận động đất. Nếu trận động đất này xảy ra ở khu vực kinh tế phát triển hơn, thì trận động đất với cường độ này sẽ không gây ra tổn thất lớn như vậy. Sau trận động đất, các nạn nhân vô cùng sợ hãi, những tòa nhà đậu phụ, thà ngủ trên đường, trên cầu, thậm chí là nơi hoang vu. Mặc dù một số khu vực của huyện Y Lương, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã bắt đầu khôi phục dần liên lạc với bên ngoài vào ngày 23 tháng 8, công tác cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn do tắc nghẽn giao thông. Thưa quý vị, những ngày gần đây, mưa lớn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Mưa lớn hoặc mưa rất to đã xảy ra ở một số khu vực miền Trung và Bắc Quảng Tây, Hồ Nam, Bắc Giang Tây, Đông Nam Hồ Bắc và Nam An Huy. Hiện tại, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến nhiều trạm thủy văn ở lưu vực sông Dương Tử và lưu vực sông Châu Giang vượt mức nước cảnh báo. Hồ Nam, Quảng Tây, Quý Châu và những nơi khác phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Hôm 23 tháng 8, trận lũ thứ hai của sông Dương Tử trong năm nay đã được hình thành. Trong vòng một tuần, 160 con sông trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Sau những bức ảnh về Bách Tử Châu bị ngập lụt ở Trường Sa được lan truyền, một số cư dân mạng đã nói đùa. Mưa lớn tiếp tục, tàu sân bay lớn nhất thế giới Bách Tử Châu gần đây đã hạ thủy ở Trường Sa. Lượng mưa nhiều nơi ở Trung Quốc vượt ngưỡng cảnh báo theo mùa, gây nguy cơ lũ lụt, trận lũ số 2 trên sông Dương Tử hình thành. Hơn 4 triệu người dân Hồ Nam bị ảnh hưởng. Tin tức chung về quốc phòng của Trung Quốc đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 3 cấp để kiểm soát lũ lụt. Theo dự báo về khí tượng thủy văn trong vài ngày tới, dòng chảy chính của Trung và hạ lưu sông Dương Tử và Hồ Động Đình sẽ tiếp tục duy trì lượng mưa lớn, có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến hạ lưu. Trước tình hình lũ lụt hiện nay, Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã cử 8 tổ công tác hỗ trợ các địa phương tuyến đầu chống lũ phía Nam, đồng thời điều động các công trình thủy lợi trọng điểm như Tam Hiệp trên sông Dương Tử để giảm lưu lượng xả và giảm áp lực hạ lưu. Theo Lian He Zhaobao, kể từ đầu tháng, những cơn mưa xối xả trên diện rộng đã đổ xuống vùng đất Tam Hương. Theo thống kê của Trung tâm Khí hậu tỉnh Hồ Nam, lượng mưa trung bình của tỉnh trong tháng này đã phá vỡ mức cực đoan lịch sử, đạt mức cao nhất trong cùng thời kỳ kể từ khi các ghi chép khí tượng bắt đầu vào năm 1951. Đây là giá trị cao nhất trong lịch sử. Theo phân tích của chuyên gia, đợt mưa lớn lần này không chỉ có biên độ rộng mà còn có cường độ lớn, khí hậu cực đoan, chủ yếu do ảnh hưởng liên tục của xoáy thuận lạnh phía Bắc và áp cao cận nhiệt đới. Vị trí của áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương tương đối ổn định, kênh dẫn hơi nước cũng tương đối ổn định. Hồ Nam nằm ở rìa áp cao cận nhiệt đới, nằm trong vành đai vận chuyển hơi nước mạnh. Có nguồn cung cấp hơi nước liên tục, không khí lạnh lan rộng xuống phía Nam, không khí lạnh và ấm thường xuyên gặp nhau ở phía Nam khiến Hồ Nam có mưa dông liên tục và mưa dông rất to. Mực nước ở Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam vượt quá mức cảnh báo, thậm chí Bách Tử Châu, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Do khu vực xung quanh được bao phủ bởi mực nước dâng cao, nó trông giống như một hàng không mẫu hạm trên bầu trời, một cảnh tượng hiếm thấy. Sau khi những bức ảnh về Bách Tử Châu bị ngập lụt được lan truyền, một số cư dân mạng đã nói đùa. Mưa xối xả liên tục, tàu sân bay lớn nhất thế giới Bách Tử Châu gần đây đã được hạ thủy ở Trường Sa. Dự kiến trong tuần tới, vùng mưa chính tập trung ở Hoàng Hoài, Giang Hoài, Tây và Bắc Giang Nam, Nam Trung Quốc, khu vực phía Đông và Nam sông Dương Tử sẽ tiếp tục dâng cao. Và mực nước ở phụ lưu Liên Hoa Đường đến sông Đại Đồng và hai hồ sẽ vượt quá mức cảnh báo 0,5 đến 1,5 mét. Các con sông lớn như sông Tương Giang ở Hồ Nam, sông Nguyên Giang và Tây Thủy ở Giang Tây sẽ lại hứng chịu lũ lụt trên mức cảnh báo. Và một số con sông vừa và nhỏ có thể bị lũ lụt tương đối lớn. Mưa lớn lại đổ xuống một số vùng của Trung Quốc và một số khu vực bị lũ lụt nghiêm trọng. Theo thống kê chính thức, những trận mưa lớn và lũ lụt gần đây ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 15,79 triệu người, 45 người chết, 20 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 7,39 tỷ nhân dân tệ.
mưa lớn lại đổ xuống một số vùng của Trung Quốc, mực nước một số con sông vượt mức cảnh báo, một số khu vực bị lũ lụt nghiêm trọng. Theo thống kê chính thức, những trận mưa lớn và lũ lụt gần đây ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 15,79 triệu người. Giao thông cục bộ trên nhiều tuyến đường cao tốc và tỉnh lộ bị gián đoạn. Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, kể từ đầu tháng này, thiên tai lũ lụt miền Nam đã khiến 15,79 triệu người bị ảnh hưởng tại 9 tỉnh, thành phố Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu, với 45 người chết và 20 người mất tích, gần 600.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, 946,5 nghìn hectare đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 8,93 tỷ nhân dân tệ. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, lượng mưa sẽ tiếp tục trong thời gian này và các khu vực dọc Trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ hứng chịu lượng mưa lớn lặp lại trong 5 ngày tới. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã đưa ra cảnh báo sớm 3 cấp vào ngày 23 tháng 8. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!